Đề đốc Nimitz. Đề đốc Chester Nimitz đã là vị tư lệnh của hạm đội lớn nhất thế giới từ trước tới nay, là vị tổng tư lệnh khu vực Thái Bình Dương, một khu vực lớn gần bằng 20 lần nước Hoa Kỳ, một đại dương rộng hơn cả Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Âu Châu, Á Châu, Phi Châu và Úc Châu gồm lại. Ông thắng ở Midway, một trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử, mà khi ông lĩnh chức chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương hồi cuối năm 1941, 24 ngày sau trận Trân Châu Cảng, ông phải đương đầu với một tình hình cực kỳ thê thảm. Hoa Kỳ mới thua một trận thủy chiến tai hại nhất trong lịch sử của họ. Ngày 7 tháng Chạp năm 1941, buổi sáng lúc 8 giờ kém 5, hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có 8 chiếc thiết giáp hạm. 2 giờ sau, 5 chiếc đã nằm dưới đáy biển Trân Châu Cảng vì trúng bom Nhật. Trong số đó có chiếc Arizona, hồi trước treo cờ hiệu của đề đốc. 3 chiếc còn lại bị hư nặng, phải đem về sửa chữa ở Hoa Kỳ. Thực là một tai họa nặng nề. Người Hoa Kỳ biết vậy, mà người Nhật cũng biết vậy. Người Nhật biết rằng hạm đội Hoa Kỳ thiếu chiến hạm, thiếu phi cơ, thiếu đại bác phòng không, thiếu tiềm thủy đỉnh, thiếu khí giới, thiếu mọi thứ quân nhu. Nếu họ biết rằng Hoa Kỳ chỉ còn 176 phi cơ chiến đấu để che chở cả khu vực mênh mông là Thái Bình Dương, thì họ còn ngạc nhiên hơn nữa. Mà ai cũng biết rằng quân Nhật sẽ đánh nữa, đánh mạnh và mau, trong khi Hoa Kỳ còn yếu. Trong những điều kiện đó, Tổng thống Roosevelt biết rằng muốn thắng quân Nhật thì trước hết phải gửi tới Trân Châu Cảng một vị tư lệnh có đủ tài ba, và ông lựa đề đốc Chester Nimitz. Đề đốc đi từ Hoa Thịnh Đốn qua Trân Châu Cảng phải mạo hiểm, lén lút như một nhân vật trong chuyện phiêu lưu hoặc trinh thám. Ông đem theo những tài liệu bí mật của chính phủ về những tổn thất của hạm đội do quân Nhật gây ra. Chính phủ biết rằng đội do thám Nhật muốn nắm được những tài liệu đó, và nếu có thể được, giết đề đốc Nimitz để cướp lấy. Vì vậy, muốn cho không ai nhận được ra mình, đề đốc phải đổi tên là Wainwright. Bận đồ thường, đi từ Hoa Thịnh Đốn tới California, ông chứa tài liệu bí mật bằng túi may vải bố của vợ cho người ta khỏi để ý tới. Tại sao Tổng thống Roosevelt đã lựa ông trong số những thủy sư khác để giao trách nhiệm lớn lao đó? Về tuổi tác, ông còn kém 28 thủy sư khác, mà ông nhảy lên chức vị trên họ, chỉ huy chẳng riêng gì hạm đội Thái Bình Dương mà luôn cả khu vực Thái Bình Dương. Ông được uy quyền mênh mông như vậy phần lớn là nhờ ông có bốn đức hơn người. Một, trước hết ông nhiều kinh nghiệm và hiểu rộng về thủy quân. Ít năm sau khi ở Hàn Lâm Viện Thủy Quân ra, ông xin được bổ dụng trong một chiến hạm, nhưng trái hẳn với ý muốn, ông bị đưa tới một tiềm thủy đỉnh, trong đó hơi ở máy đưa ra muốn nghẹt thở. Mặc dù đời sống trong tiềm thủy đỉnh cực khổ và nguy hiểm, ông cũng hăng hái yêu nghề, vì ông biết rằng tiềm thủy đỉnh sau này ảnh hưởng rất sâu xa tới thuật thủy chiến. Nhờ vậy, năm 1913, mới 27 tuổi, ông đã được làm tư lệnh đội tiềm thủy đỉnh Hoa Kỳ ở Đại Tây Dương. Và trong đại chiến thứ nhất, ông phụng sự quốc gia với trước đó. Sau này, ông xây cất và chỉ huy một căn cứ tiềm thủy quân ở Trân Châu Cảng. Rồi ông học được nhiều kinh nghiệm về mọi hoạt động của thủy quân. Ai cũng trọng ông vì tài và sức hiểu biết của ông. Hồi mới vào nghề, có lần ông chỉ huy một khu trục cũ. Chiếc tàu thình lình rỉ nước. Nước vào nhiều quá bơm ra không kịp. Viên kỹ sư coi máy hốt hoảng hướng lên boong tàu, hỏi lớn tiếng: "Thưa, tàu muốn chìm, tôi phải làm sao đây?" Từ trên boong tàu ông đáp: "Lật cuốn Egging O-ring
Manuel của Barton, trang 84, mà coi, sẽ thấy phải làm gì trong trường hợp như vậy. Viên kỹ sư nghe theo và cứu được chiếc tàu. 2. Đức thứ nhì của đề đốc Nimitz là ông hăng hái muốn biết tất cả các loại tàu. Ông nói, tôi thích tất cả các chức vụ của tôi, sở dĩ vậy là vì tôi muốn hiểu rõ bất kỳ một hoạt động nào. 3. Đức thứ ba của đề đốc là tài điều khiển người. Ông rộng rãi khi khen thưởng. Trong thủy quân không ai được trọng và mến như ông. Foster Halley đã sống 2 năm trên Thái Bình Dương, đã nói chuyện với cả nghìn sĩ quan thủy quân và đã viết một bài báo trên tờ Time ở New York nói rằng không hề nghe một người nào chỉ trích Nimitz. 4. Đức thứ tư của Nimitz là đức bình tĩnh trong những lúc nguy kịch. Coi cách ông chỉ huy ở Chân Châu Cảng cũng đủ biết. Khi ông mới tới đó, các sĩ quan lục quân và thủy quân lo lắng vội vàng chạy lại phòng giấy của ông, và phần đông khi ở phòng giấy ra về đều vui vẻ tự tin trở lại. Có lần các nhà báo bị kích thích quá, nóng nảy hỏi ông về những chương trình tác chiến sau này, ông đáp, để trả lời những câu hỏi đó tôi nghĩ không còn gì hơn là mượn một câu tục ngữ của dân bản xứ ở Hạ Uy Di này, câu Hu Mana Wa Huy. Câu đó nghĩa là thời gian sẽ thu xếp mọi việc. Thực vậy, thời gian đã thu xếp mọi việc. Bạn hỏi người Nhật thì biết. Đề đốc Nimitz luôn luôn có lễ độ. Sau khi đánh tan nát hạm đội Nhật trong trận Midway, ông bay về bờ biển phía Tây Hoa Kỳ để hội nghị với đề đốc Ernest King. Khi phi thuyền của ông hạ cánh thì một tai nạn làm ông suýt chết. Một khúc gỗ lớn trôi đâm bể bụng phi thuyền rồi cắm vào mũi nó, làm nó lùi lại phía sau. Viên phi công phụ bị tử thương, đề đốc bị vài vết bầm và bị chật xương. Người ta đưa những người sống sót lên bờ, trong khi ấy ông đứng ở mũi thuyền. Ông ướt đẫm. Người chèo thuyền mới đầu vô ý không nhận ra ông nên la lớn bảo ông, ê chú kia, ngồi xuống. Và viên tổng tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương vui vẻ vâng lời. Người chèo thuyền ngó lại kỹ, mắt anh ta trố ra, tim anh ta muốn ngưng đập. Anh ta bắt đầu xin lỗi và lắp bắp không lên tiếng. Đề đốc mỉm cười, chú cứ làm phận sự của chú có lỗi gì đâu. Mỗi buổi sáng, ông đi bộ 1 giờ trước khi điểm tâm. Mỗi tuần, ông lội độ 2 cây số, chơi quần vợt. Mỗi sáng, ông tập bắn 12 phát súng 6 để luôn luôn được thuần tay. Ông biết cách nghỉ ngơi hoàn toàn nên mới làm được những trách nhiệm mà người thường không sao gánh nổi. Mỗi buổi trưa, ông tắm nắng một lúc. Đêm mà nhà hàng Breaker ở Waikiki được biến đổi thành một trung tâm tiếp các người đầu quân, người ta chụp hình đề đốc đầu bạc khiêu vũ với một thiếu nữ má hồng. Bộ thủy quân thích tấm hình đó, muốn đưa lên báo để quảng cáo. Nhưng ông già khôn ngoan nắm ngay tấm hình đầu tiên, gửi máy bay về cho bà vợ, để người khác không kịp đưa bà coi trước. Ông già đã giỏi chiến thuật mà cũng giỏi tâm lý nữa. Năm 1905, khi ông ở trường Annapolis ra, trong cuốn sổ mỗi năm của trường ghi về ông như vậy: một người vui vẻ về dĩ vãng và tin tưởng ở tương lai. Theo tôi, không lời nhận xét nào đúng hơn lời đó. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về đề đốc Nimitz trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gươngdanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.